Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của Nhất Vlog. Vâng thưa các bạn, nếu như chúng ta cần một cái máy về đồ họa, đây, giá tương đối là mềm đó, thì một cái máy mà coi như là còn đẹp keng như thế này ha, gần như là coi như mặt A chúng ta nhìn thấy là gần như là không tì vết nè. Đây, rồi về các khung gầm nè, khung sườn nè, đó, đẹp keng như thế này đó. Thì hôm nay mình giới thiệu chúng ta một mẫu máy, đó chính là mẫu máy Dell Precision 7520. Thì mẫu máy này là mình đang gửi cho một vị khách ở về Thanh Hóa. Khách có xem và là tin tưởng bên shop bên Nhất Vlog. Thì đây là khách yêu cầu là đặt dòng máy này và gửi về cho khách. Đó. Thì đây chính là dòng máy đeo và xử lý về đồ họa. Máy về như là dùng để về render, máy làm việc về như là Photoshop, Ketchup, Body Mark. Trên đây thì anh có yêu cầu là review dòng máy này lên, và máy này anh yêu cầu là máy là lựa cho anh một cái máy nó đẹp một xíu. Thì đây là một vị khách ở là thị trấn Thiệu Hóa nè, Thanh Hóa nè, ngay chỗ bưu điện ha. Đó, thì em nha, anh đã yêu cầu là gửi trên đây COD trên đây ha. Thưa các bạn, anh đã cọc trên đây cho Nhất Vlog. Thì thay mặt clip này cũng cảm ơn anh khách rất là nhiều trên đây, và anh đã tin tưởng và ủng hộ bên kênh của Nhất Vlog trên đây ha. Thì đây anh chính là anh Hùng ở Thanh Hóa. Thì thưa anh, nếu như một cái máy mà thì anh yêu cầu là máy là coi như là đẹp không tì vết. Thực sự là nếu như mà trên đây hình dáng về như là ngoại hình thì rất là đẹp, nhưng mà có cái thì có thể là những cái mà sơ sẩy mà trong quá trình vận chuyển thì sơ xước nhẹ thôi, thì anh có thể bỏ qua trên đây ha. Đây thì anh chỉ nhìn thấy trên đây về ngoại hình nè, máy đẹp len keng. Đó, hai hốc tản nhiệt hai bên, cổng len gigabit, các con ốc đây nè, đẹp cực kỳ đẹp trên đây. Vị trí về sạc, sạc này chúng ta sử dụng bằng là đầu sạc là 180W cắm vào đây nha. Khi nào sạc này có đèn rồi thì chúng ta mới ghim vào đây và chúng ta cắm vào đây. Đó, và cái tiếp tục đây, cổng đây là cổng UPC, HDMI xuất ra 4K. Đây là cổng display nè, mini display nè, cổng UI 3.0. Đó, đây là hộp kim nha, một cái khung sắt được thiết hộp kim trên đây là coi như là giữ cái máy này nó cứng và coi như là không bị vặn. Đó, thì đây là coi như là báo về đèn nè, báo về pin nè, báo về ổ cứng nè, đó, pin và ổ cứng nè. Rồi qua đây có những cái cổng nè, ba cổng USB 3.0 nè, vị trí chống cầm lộn về máy nè. Đây là cổng rắc mic 3.5 nè, vị trí đây là vị trí về thẻ nhớ SD nè, thấy chưa? Đó, rồi về đang bản lề này cho phép ngửa ra 180 độ nha. Đây, bản lề 180 độ như thế này. Thì đây là về ngoại hình, hình dạng và mọi thứ trên đây. Thì đây chúng ta nhìn về trực diện của dòng máy này. Đó, logo màu đen, vân carbon như thế này, thấy chưa? Trực diện luôn nha. Đó, và phía đằng sau là dòng máy này sản xuất năm 2019. Trên sơ vi tắc của dòng máy này là hết bảo hành là năm 2023. Và cái nữa là trước sau trên sơ vi tắc là giống nhau hết, license Windows 10 bản quyền. Đó, vị trí tem nè, anh sẽ nhìn thấy chữ ký tem trên đây. Và chút xíu em sẽ test toàn bộ về các cổng kết nối, rồi mic, rồi loa, rồi mọi thứ trên đây. Bàn phím là trên đây. Đó, khi mà anh nhìn thấy, khi anh nhận là đúng cái vị trí mà tem giống như thế này, anh sẽ nhận được trên đây ha. Đó, rồi về bàn phím đây. Bàn phím thì anh nhìn thấy nè, đây là cái gì là đẹp len keng luôn nè, thấy không? Gần như không có một cái phím bóng nào trên đây hết, thấy chưa? Đây là trực diện luôn nha. Thì có nghĩa là trên cái hình ảnh thực tế như thế nào, em sẽ review y chang như thế. Và bàn phím này có LED ở trên đây. Mặc dù máy rất là mềm, giá tiền rất là rẻ, nhưng mà chất lượng thì không hề rẻ. Đó, chất lượng không hề xuống ở trên đây. Thì thưa anh, thì đối với dòng máy này thì anh nhìn thấy trên đây nè, máy có màn hình Full HD với về đây, em cắm về chuột nè, test đây để kiểm tra cho anh xem đây ha. Đó, có nghĩa là một cái máy để kiểm tra để gửi về cho khách nè, mọi chức năng phải hoàn hảo hết. Đây chuột đây, ok nè, thấy chưa? Đó, rồi qua đây thêm cổng USB nè, mình sẽ gắn thêm cổng USB nữa nè, một cổng USB nè, thấy chưa? Để mở lên cả nhà thì cùng xem. Đây ok ha. Rồi quốc qua đây nữa, đây là cổng USB-C nè. Đây, à ok hết luôn nè.
Đó, thêm đây một cọng USB nữa nè. Đó, tốt hết toàn bộ trên đây. Có nghĩa là khi mình test, mình kiểm tra rất là kỹ được trên đây để gửi về cho khách. Thì mong rằng đây là những cái gì thực tế nhất. Và anh sẽ cảm nhận được đây là giống như anh đang ở đây mà anh đang xem. Đó. Và tiếp tục nữa, về cấu hình của máy. Máy này thì chúng ta nhìn thấy về cấu hình cũng khá là tốt được trên đây. Ví dụ chúng ta muốn cho về đèn phím nè, sáng nè, tắt nè, chúng ta nhấn FN, F10 nè, sáng tắt theo chu kỳ nè. Đó. Độ phân giải của màn hình. Màn hình đang là độ phân giải là 1920 và nhân 1080. Đây ha. Và tiếp tục nữa, về cấu hình của máy. Máy đang là Core i7. Đây, 6820HQ đây, chip này. RAM là 16GB, có thể gắn được tối đa được trên đây là 64GB. Và với card màn hình là HD Graphics 530 và cái card màn hình là Quadro M2002. Đối với card màn hình này rất là quan trọng nha. Đây, card màn hình này cho phép chúng ta xử lý về đồ họa nè, chúng ta render, chúng ta làm việc trên đây rất là tuyệt vời trên đây. Đó. Rồi, có webcam và có hai mic được hai bên. Đây ha, webcam và hai mic đây. 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 Trên đây chúng ta nhìn thấy là về cấu hình của dòng máy này nó sẽ có được cái gì trên đây nữa ha. Thì anh sẽ nhìn thấy trên đây nè. Đây, i7. RAM 16GB. SSD là 512GB Samsung luôn nha các bạn. Ổ NVMe luôn. Tốc độ đọc nhanh gấp 4 lần so với ổ cứng thông thường. Đó. Và đây là chúng ta nhìn thấy trên đây là cái màn hình là Quadro M2002. Và Wi-Fi hiện tại là đang sử dụng là 8265. Trên Wi-Fi này đang hỗ trợ là 5G và là 2.4 đều được hết. Hai băng tần luôn nha. Đó. Rất là tuyệt vời. Thì một cái máy mà có khả năng về đồ họa, một cái máy khả năng về render với một phân khúc giá tiền tương đối là mềm. Đó. Thì đây là một cái dòng máy mà có thể là đáp ứng được công việc giống như là học tập, giống như là dân lập trình, làm đồ họa, làm bên xây dựng. Đó. Thay mặt clip này cũng cảm ơn anh Hùng rất là nhiều đã tin tưởng và ủng hộ bên kênh của Nhất Vlog. Thì anh đã cũng tham khảo rất là nhiều nơi. Anh nói là anh cũng tham khảo ở ngoài Hà Nội, rồi cũng giống như là ở gần chỗ anh. Nhưng mà anh tiến tới là anh lựa chọn bên Nhất Vlog. Lý do là máy ở đây thì thứ nhất là chuẩn, thứ hai là những cái gì mà nó đưa ra là cái gì là công khai và là chân thật. Đó. Và cục sạc. Sạc đây là sạc zin theo máy. Đối sạc này thì chúng ta nhìn thấy nè, sạc này là đúng sạc zin nha. Đó, bên shop không làm những cái sạc linh kiện nha các bạn. Các bạn sẽ lưu ý giúp mình nha. Đây là sạc zin theo máy và dây bằng dây ổ vàng, dây xịn luôn. Trên đây. Đó, đó là có những cái gì mình đang công khai và mình review thực tế nhất để gửi đến anh. Đó, ví dụ đây là mình sẽ có về như là test về loa đi ha. Chỉ muốn ghi test về loa thì chúng ta nhìn thấy trên đây nè. Mình sẽ mở về Nhất Vlog nè. Đó. Lấy hình ảnh trên đây nè. Để chúng ta xem. Đây là về test về về mạng nè. Rồi bây giờ loa nè, mình sẽ mở lên nè. Chúng ta cần một cái máy mà nếu để xài về văn phòng, một cái máy mà hay đi tiếp. Thấy chưa? Loa đang rất là ok, rất là tuyệt vời. Bây giờ mình sẽ kiểm tra một thứ khác như là test về keyboard. Keyboard hay gọi là test về bàn phím. Thì khi anh nhận máy anh chỉ cần nhìn thấy đúng được giống y chang là cái chữ ký là đằng sau là coi như là đúng những gì mà anh đang nói. Rồi một cái máy này nếu mà anh hỏi là cái máy là pin thời lượng bao nhiêu thì thật sự là cái dòng máy này mình đã test được là pin tới 6 tiếng đồng hồ, nhưng mà mình nói là ở này anh xài 4-5 tiếng thì bình thường đó. Nhưng mà trên đây là trên clip thì thực tế là khi mà anh chạy YouTube và cũng giống như là để mở lên theo dạy đi tới 6 tiếng, một cái máy mà mình công khai mình đưa ra một cái số mà thời lượng pin đó như thế này thì thật sự là rất là khó mà hiếm được cái máy nào mà có được cái tầm tiền giá rẻ và có xử lý về đồ họa và pin và thời lượng nó lâu như thế này nếu như một cái máy render. Rồi mình test về mic. Mic ha. Đây, test về mic thì chúng ta nhìn thấy là mình kiểm tra micro nè. Rồi mình sẽ test về camera nè. Đó, camera đây. Đây camera. Cho phép.
đây là mình đang review thực tế và gửi về cho khách đây. Thưa các bạn, đây đây camera đây, thì camera đây là hình ảnh thực tế của bên Nhất Vlog. Thì thay mặt clip này cũng cảm ơn quý khách rất là nhiều đã tin tưởng và ủng hộ bên kênh của Nhất Vlog, xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Trên đây rồi test mic, thì mic trên đây thì chúng ta nhìn thấy trên đây là đó, ok hết anh, toàn bộ là ok hết, loa tính năng đều đủ hết. Về pin, pin thì dòng máy này thực sự là pin đang là rất là tốt, pin cực kỳ tốt trên đây ha. Đó thì thay mặt clip này mình cũng xin tạm dừng ở đây và cảm ơn anh Hùng đã tin tưởng và ủng hộ bên kênh của Nhất Vlog. Đây chúng ta xem về cái cặp màn hình này, đây là anh Hùng yêu cầu nè, đây ha, cặp màn hình là Quattro M2002 đây. Đó bây giờ mình sẽ xem lại trên clip này nè, hình ảnh thực tế nhất từ trên xuống dưới, về trước và sau nè. Đây phía trước đây, đó đây các bạn nhìn thấy không, đẹp cực kỳ luôn, lung linh như mới vậy đó. Rồi clip xin tạm dừng ở đây, cảm ơn các bạn rất nhiều, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi clip. Xin chào, hẹn gặp lại chúng ta ở những clip tiếp theo.